Hello anh em, xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Hôm nay mình sẽ quay review mang đến cho anh em một chiếc cáp em, cáp nhưng mà lai với X-Men anh em, hai chiếc nó hòa trộn với nhau anh em. Anh em thấy như thế nào nha, chiếc này là chế 100% anh em. Sườn chế nha, sườn chế tất cả mọi thứ đều chế hết nha anh em. Để coi chiếc này thì của em ở bên. Em ở đâu hả? Em Vĩnh Long. Em này thì ở bên Vĩnh Long nha anh em. Vĩnh Long nhưng mà đầu cá bè nha. Là có bao nhiêu số này, có bao nhiêu cái số ta? Có chừng 12 cây anh. 12 cây. Đây anh em. Đó. Được găng anh em, được găng nhưng mà cổ hơi ngang nha, nhưng mà dáng này dáng được găng nha. Sườn thì anh em thấy nó giống sườn của xe X-Men đúng không? Nhưng mà sườn này là sườn chế nha anh em. Em nói cái sườn này em chế 100% luôn hả? Chế 100% luôn. Sườn này chế 100% từ sắt nha. Đó, uống mấy đường cong uống chế hết nè anh em. Hai giữ á, có cái thùng đựng đồ các kiểu nè. Rồi review thùng cho anh em coi nha. Dàn trước thì là gắn hộp cáp nha anh em. Nhìn trước khi tới thì nó giống xe cáp nha. Chiếc này hôm nay chắc anh em chắc cũng có lướt trên tóc, có thấy trên tóc rồi đó anh em. Cái này nè. Đó. Phải giữ không? Việt Nam chắc có một chiếc này thôi anh em ơi, xe này sẽ chế thì có một chiếc thôi nha. Không chứ giống với hai chứ này anh em. Đây, để mình review dàn trên anh em xem thử có những món đồ chơi gì trên xe nha. Tay hắn à. Tay hắn kiển hả? À, ủa tay là em nói sao ta, là cho em chế hay sao? Em đổi lại. Lại em ta hắn cũng chế nè. Đó. Bình chào. Có nguyên cái máy tính bảng này anh em. Có cái đồng hồ nha. Ủa hai cái trên đây là để gắn cái gì ta? Cái bát mão gì nè phải không? Bát gắn mão mà gắn xấu em. Bát gắn mão. Có đồng hồ đây anh em. Đồng hồ báo ký mét giờ nha. Bật lên không? Cái nữa. À, đây bật lên cho anh em coi nha. Đây cái này báo pin anh em, báo phần trăm bình với pin nè. Còn này là báo km giờ nè. Km giờ nó lên không? Lên mà nó cũng tạm chuẩn à. À tạm chuẩn phải không? 500 km. Có cu sô anh em, cu sô báo von. Bên này cũng thắng này anh em. Đó. Dàn trước thì em nói chế cái này là cái hộp gì á anh em ơi, cái hộp hay là cái gì á em mới dán lên rồi anh em. Ủa cái phần này cái phần này em chế bằng cái gì vậy? Phơm. Tấm phơm để làm cái hộp nhựa anh em. À là hộp nhựa. Là cái này phải không? Dán xuống đây anh em, gàn cái bát đèn ở đây. Hai đèn nhẫn còn cháy nha anh em. Đó. Đây đèn dưới đèn trên không nha. Bên đây một cái đèn anh em. Quá im. Đó. Xuống này một cái hộp cáp. Hộp cáp này mở vô được không? Được chứ. Đây mở ra thứ ai. Nhìn đầu trước cáp nha anh em. Cáp lai nha. Cáp lai X-Men nha. Đó mở vẫn xài được cái cốp bình thường nha anh em. Ốc đồ bắn bắt bình thường luôn nha. Bắt đầy đủ nha. Còn tới cái dàn phuộc trước thì em đi của phuộc của xe gì ta? Của quay Thái. Phuộc trước của phải quay Thái hả? Đây tì anh em, chẳng ba bằng sắt nha anh em, chẳng ba khá cứng á, em xài chẳng ba bằng sắt luôn nè, phục nè. Ô kiếm được cái tem cắt bò dán đây hại đó. Đĩa này em xài heo xe quay luôn hả? Em có gành nữa, thấy nó đẹp gắn vô thôi, nó gọn. Cái này chắc heo của xe máy anh em ơi, heo xe máy đó. Đĩa nè, ốc sợi da nè. Ồ đĩa bắt tới 6 ốc hả ta? 5 con. Đĩa đùm GS. Của xe quay hả? Quay. Đó, niền này niền nhôm anh em, niền nhôm ở trong màu đỏ anh em. Ở bên dưới em này thì bánh này xe máy nha. Đây. Đổ các kiểu. Về của xe vậy? Nova hả? Đó, bóp lưỡng anh em. Màu xanh nha. Ở chế cái về luôn anh em. Hả? Hay bụi anh em, tại nãy chạy với mấy đường hay bụi nha. Xe này nãy bóng nó nè. Không nhà còn bóng mà. Thì cái sườn này em này hàng chế anh em. Chế thêm 2 miếng sắt nẹp hai bên đây đó nha anh em. Này bên đây có 2 miếng sắt nẹp nè. Cho gia cố cái sườn nó cứng nha.
Ủa còn cổ này em đi cổ xe vậy? Cổ xe máy luôn. Xe máy luôn. Cổ ngang nha anh em. Đó. Còn cái dàn dưới thì em lại chế như cái X-Men đó anh em. Nè, sườn bọc qua đây nè. Sườn sơn màu xanh candy nha. Đó. Dây dầu. Bởi vì bây giờ tới cái phần cái hùng này nha anh em. Cái hùng này nhìn giống y chang mấy hùng pin luôn anh em. Có hai công tắc nè. Ủa hai công tắc là em chế hai công tắc gì vậy? Cái này là công tắc IC, em bật mở 2 IC á, chạy 2 IC. À chạy 2 IC luôn. Xe chạy 2 IC nha anh em. Ủa mình chạy cùng lúc đồng hai cái IC một lượt được không ta? Được chứ. Tăng gấp đôi công suất đi. Gấp rưỡi. Ghê tại. Ủa vậy là em đi hai cái IC bao nhiêu watt? Này em làm cái lõi đôi em làm thí nghiệm thôi, làm đi hai cục ngàn. Đi hai cục ngàn watt. Nhưng mà chạy song song ha. Chạy song song hai cục IC được luôn. Là cái lỗi này nó đi ra bao nhiêu pha? Nếu mà hai cái là đi 12 giây pha. Hai cái đi 12 giây pha. Quá dữ anh em, có hai CB đây nè anh em. Đây có hai CB nha. Đó. Em mày đi 6 bình. Ủa 6 bình nó nằm phần trên phần dưới ta? Hay là nó nằm 6 bình đôi luôn? Phần dưới hết luôn. Là dây có 6 bình vậy. Còn cái phần điện ở đây là chia ra là hai cục IC trong đây anh em. Hai cục IC trong cái bình nguồn. Dưới cái bình nguồn. Ví dụ giờ mình bật một bên nó chạy được không? Được, vẫn chạy bình thường. Nhưng mà có công suất nếu cái phần nữa đúng không? Đúng rồi. Bật hai cái thì nó mạnh gấp đôi. Khá hay anh em. Ủa rồi tay ga này sao mà chạy được hai IC này? Mình đấu vô chung thôi. Mình nhớ là dẫn đi dàn điện để thể đi chung được, nhưng mà đi được dây pha là sẽ phải đi riêng. À dây pha phải đi riêng nhưng mà tay ga đi chung với nhau anh em. Đó, khá hay đó. Cặp lạ anh em ơi. Chút bị kệ để thử anh em coi nó hoạt động như thế nào nha. Gấp này thì em này hàng chết này anh em. Hàng còn cái ống ở trên nha. Ở dưới là một cái thanh sắt vuông nè. Đó. Phụ này đi phụ cục gì nữa ta? Phụ cái boy mẹ mod cái ti rồi. À. Cái boy mod ti. Cốt rồi anh em. Em mày đi hai cái bánh 350W hả? Đúng rồi. Hấp đôi lại anh em. Nè. Giống này khá bóng rồi, nhìn như zin luôn á. Em nó hấp rồi xong mày nó bóng rồi nha. Nhìn cái bánh em có dày cui nè. Vậy nha anh em. Bự lắm á. Độc lạ. Em mày đi một cái ủa cái này là em nó cái cam về hàng hay ta? Cái cam ra hàng với cái thằng cái về nè anh em. Bách dè luôn. Heo thì em mới chế. Cái này em tự chế bát luôn hả? Tự chế bát luôn. Đây, cái bát em mới chế anh em. 100% là tự làm. Khá dày luôn á. Heo xe máy anh em. Nissin nè. Heo có ít hắc hả? Dạ. Đó, điều kiện. Dẹt tên em. Dẹt đúng không? Dẹt Malai, từ nhỏ. Ba chữ luôn. Kìa, dẹt kìa. Có đèn nè. Với đèn chớp đây nè anh em. Còn yên này em đi yên của xe vậy? Em cũng biết nữa, nhà có thì gắn đi luôn rồi. Nhà có thì em gắn cho bụi kệ nha anh em. Quá dữ luôn. Em quay một vòng cho anh em xem nha. Cô xe này rất độc lạ, có một chiếc không có chiếc thứ hai anh em ơi. Kìa. Để mình xem coi cái nó hoạt động như thế nào nha anh em. Đâu em quay em test thử với xe trên không thôi. Bây giờ mình test trước, mình bật trước một cái IC, xong mình bật lên hai cái IC. Bây giờ để em nó bật một cái IC chạy trước cho anh em coi nha. Có gì phá nè. Mức cao nhất luôn á. Mức cao nhất rồi. Nè, một IC nha anh em. Là nó đang chạy một cái IC bên đây đúng không? Đúng, chạy IC bên đây. IC bên đây. Bánh quậy khá gắt anh em. 2C. Kìa. Ghê thiệt em ơi, cứ gung xe luôn em. Bật cái xe đi nó quay gung, mình quay bật hai cái là đẩy lên gung luôn hả? Tới thiệt chứ. Quá im anh em, độc lạ nha. Hộp bi ga luôn em, hộp trước hộp bi ga luôn nè.
đó, để mình kêu em chạy thử một miếng cho anh em xem thử nha. Quá im. Cái này đang IC đi đôi thì nó ra 2000W nha, và một cái lỗi đôi nha. Rồi để mình lên kia chạy thử cho anh em coi thử nha. Lên trên đường thanh cái này. Nó kêu gít 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 không ta? Em này cái là bản thử nghiệm nha em, nên em mày xài cũng không có đồ cũ nghe, nào bản ok mấy em mới đập đồ mới vô hết nha. Rõ là cũng có khói nữa. Để mượt ra chứ nè. Em mày đập hai cái đai 30W lại nha. Để mình mượn em này mình chạy mình chở cảm nhận thử như thế nào nha anh em. Em chụp quay nhanh đấy, em chạy thử đi. Đây bật 2C đúng không? Đúng rồi. Vậy là cái động cơ này nó tương đương được 700W hả? Em quán lại luôn mình nó cỡ ngàn á. Ai cho em không đập thử hai cái 5000W tôi chắc nghĩ chắc ghê lắm á. Thì đó em là làm thử cái nhỏ chứ, cái đập cái bự vô thử á. Em mất nha anh em. Cái chạy thì nó im cái kiểu mà giống như mấy chiếc chạy Isuzu Tuner nữa nè. Bản thử nghiệm thấy khá là ok đó. Cái này mình nghĩ đập hai, ví dụ mà nó nếu mà nó đồng bộ nó đi hai cục Isuzu cùng một lúc được không ta? Cùng pha luôn hả? Không có, bây giờ mình làm giống như mình làm hai cái bánh QS 5000 đúng không? Ừ. Mình chạy thêm hai cục ISO 150W nữa. Được chứ. Đi pha đó riêng pha là chẳng đi được bình thường. Đi riêng pha nhưng mà tại ra xài chung anh em. Đó, quá dữ luôn á. Quá im nha. Nói chung chạy im mướt lắm anh em. Bản thử nghiệm gì khá là ok luôn á. Quá im luôn, chiếc xe này đầu tiên mình cũng thấy luôn anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp anh em những clip sau nha.